그러면 지금 수업 시작하겠습니다. 오늘 지금 이 그림을 보고 설명해 주세요. 이 그림을 우리 선생님이랑 같이 알아보세요. 네. 이거는 eso lo quiere decir más para mole. 위증 넣고 항와 Quy trình này nhập khẩu hàng hóa bằng đường hàng không. Ok mà đấy Tạm xin là Sí. hàng không. Ok nhà hàng Hồng Kông. hàng không phiên hàng không phiên Quy trình nhập khẩu hàng hóa 물품 nhập khẩu suy Suýt process. Hàng không phiên 물품 수입 프로세스에 대해 이야기해 보세요. 여기 보면은 이 프로세스는 일곱 개 있어요. 첫 번째는 ký kết hợp đồng ngoại thương. 어떻게 말해요? ký kết hợp đồng ngoại thương. Ký kết hợp đồng ngoại thương. À, Ngoại thương 그냥 무 대외 무역 계약서는 체결해요. 체결하다. 해외 무역 계약은? 해결 이렇게 말해도 되고 tiếp này xin giấy phép nhập khẩu ok Suýt Số hoặc ít hóa đơn ho ca xin so cho ho ca so hoặc là xong xin xin cho cho hoặc số ít ho ca so xin cho ha ta đi gọi nếu hàng thuộc diện này còn bên này thì giữa người mua và người bán người mua và người bán ở tất cả mà đéo người mua Suýt cú mê sao quá bán u mê phan mê sa palme thân mê sa phu mê sa là người bán và người mua thả mê chuyển tiền đặt cọc Kê 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 ịp tâm anime xong cơm xong cơm tiếp theo bước 4 thì xác nhận đơn hàng này sau rồi xác yakumun đơn ịp hàng cơm xác nhận đơn hàng ở tất kê thật là hata chumunun hokin hata chú muốn hoặc kiện 근데 여기는 구분하고 있어 이 조건 하나 둘셋세 같이 있어 조건 có 3 điều kiện này điều kiện là ix v đây là điều kiện gì đấy thuê forwarder làm thủ tục chứng từ và vận chuyển hàng hóa đến kho tại cảng xuất còn cái Cái từ điều kiện là gì như thế nhỉ? Cái từ điều số con điều kiện bố nó có con. 3 điều kiện cái này nó dạng là thuộc dạng là in con tôm ấy em có biết cái in con tôm này không thì in con tôm này Không. nó sẽ phân ra cái điều kiện nếu mà ai học về bên thương mại quốc tế thì thường sẽ biết được cái in con tôm này thì tức là khi mà mình xuất khẩu sang tức là mình khi mà mình xuất khẩu sang bên quên nhập khẩu từ hàng nước ngoài về hoặc là xuất khẩu đi cũng thế thì mình sẽ sử dụng các điều kiện giao hàng như này tức là nó sẽ có ví dụ như điều kiện IXV ở đây nó ghi là gì tức là mình sẽ thuê ý là thuê forwarder là cái gì không forwarder tức là một cái bên vận chuyển đấy bên vận chuyển đấy thì cái bên vận chuyển này sẽ làm hết thủ tục chứng từ và vận chuyển hàng hóa đến tại kho nhà mình đúng không đấy thì có nghĩa đấy là mình sử dụng cái điều kiện như vậy thì khi sử dụng điều kiện này là phải sử dụng forwarder tại vì mình sẽ phải biểu thị ở trên giấy tờ thông quan các thứ của mình ấy đó điều kiện thứ hai là FOB cái FOB này điều kiện là gì đây kiểm tra lịch hàng đưa lên kho để lấy booking và kiểm tra các chứng từ cần thiết tức là mình dùng cái điều kiện FOB này thì người ta chỉ kiểm tra lịch lịch hàng và đưa lên kho để booking tức là booking là đặt vé các thứ đặt máy bay các thứ để cho mình cho nó đi đấy đúng không và kiểm tra các chứng từ cần thiết thôi đó còn cái điều kiện CNF này thì kiểm tra lịch hàng
kiểm tra lịch hàng đưa lên hãng vận chuyển và kiểm tra các chứng từ cần thiết để nhập khẩu, tức là mỗi mỗi cái điều kiện nó đều có một cái khác nhau, không? Đó. Thì cái này em có thể em tìm vào em lên trên mạng em ghi ở Quantum 2010 nó sẽ ra các chi tiết điều kiện này, tìm hiểu thêm nếu muốn học hỏi về cái xuất nhập khẩu thì cái Incoterm này phải nắm rõ này, Incoterm này, điều kiện Incoterm này. Incoterm cái gì đó. In con Thầy cũng quên hết cái này từ ngày xưa học bên Hàn, đó quên hết được chẳng nhớ. Thực ra nó là nên mình không dùng là tự nó quên mà. Đấy, Incoterm 20 bây giờ đọc Incoterm 2020. Mình cứ chiếu theo đấy, nó có 11 điều kiện Incoterm luôn. Mình cứ chiếu theo cái bảng Incoterm này, ấy cái này đó. Đó. Đây, ở bên dưới nó có giải thích chi tiết này. Thầy không dùng giờ thầy cũng quên hết, rõ ràng chuyên ngành của mình nhưng giờ quên hết rồi chẳng nhớ gì. Thế học sinh này luôn à? Thầy học về thầy thương mại quốc tế, học về thương mại quốc tế nhưng chẳng nhớ gì. Ta tại vì mình bây giờ mình chỉ có biết được lý thuyết thôi chứ còn thực tế mình đã làm bao giờ đâu. Đấy, thì những cái điều kiện này nó sẽ có các điều kiện khác nhau. Đấy. Sau rồi tiếp chúng ta đến bước 2 đó. Chúng ta cứ kinh ngang chú môn hoắc kim hào cổ thả mế B5, bước 5 thì là gì đây? Hàng được đưa lên hãng vận chuyển và chuyển hàng về Việt Nam. Ừ. Là như nào? Đưa Muốn con đi à. uống sông Huế say son chóc Huế Bạch Thư Nam ứ đô uống sông hiểu uống sông tuyều Ừ, uống xong ha ta xem nào. Hàng được sông đưa lên hãng hãng vận chuyển. Hãng vận chuyển là cái gì? uống sông Huế xả. Ừ, uống xong hay xa. Một công ty vận chuyển. Sau rồi bắt đầu là vận chuyển về Việt Nam à. Bạch Thư Nam ứ đô À, uống sông hiểu à, vậy là mình sẽ được ùn xong họp chế mặc kỳ tả, tức là mình sẽ giao hàng cho bên mặc kỳ tả, thì là mình sẽ giao cho một bên giao cho một cái bên vận chuyển đúng không, sau rồi nó vận chuyển về Việt Nam cho mình, sau rồi thì phương án ế Nam ứ đô xong ùn Bạch xong uống sông ùn xong hiểu hạn à hàng rồi, đó mình sẽ giao cho một cái công ty vận chuyển như vậy. Sau bước 6 mình làm gì đấy? Làm thủ tục hải quan nhập khẩu. Khi mà nó đến cái sân bay hoặc để cả mình đồ đúng không? Thì lúc đấy mình sẽ phải làm cái thủ tục thông quan. Thủ tục thông quan. Đó. Chúng ta chỉ cần thông. suýt suýt thông Đó. quan chuẩn xác đấy Rồi su if thông quan phải tra đấy. Thì chắc xong rồi chắc xong hai bạn. Sau khi làm xong bắt đầu là vận chuyển hàng về kho của người nhập à, thế mình chuyển về kho thôi, vận chuyển về kho chàng cô đó à, xăng muốn cô con ơn à, 10 phút mới muốn phu muốn à, ùn xong hai tà hoặc ùn ba uống xong hoa tà ùn xong hai tà đi ùn xong hai tà đấy rồi vận chuyển về kho đúng không rồi chờ đó. Thế đây là những cái các bước gọi là khán đa là cái ủy các thì đó cái khán đa là cái son miên ham nhân thì chỉ cần giải thích một cái đơn giản này này thôi là được đó. Đầu tiên này và tôi xin giới thiệu về cái quy trình nhập khẩu hàng đó. Giới thiệu quy trình nhập khẩu hàng hóa đường qua đường hàng không đúng không? Bước 1 đấy ký hợp đồng, bước 2 xin giấy phép nhập khẩu, bước 3 tiến hành đặt cọc, sau đến bước 4 là xác nhận đơn hàng. Xác nhận xong rồi bắt đầu là đi thì đi gửi hàng cho bên công ty vận chuyển rồi gửi về Việt Nam. Sau đó làm thủ tục thông quan, đấy thông quan xong thì mang vận chuyển hàng về ở nhà mình vẫn được mong đó ý hết sẽ thì có nè ý hết thì mèo nên chỉ cứ buổi á ok hết nè 안녕하세요. 제 이름은 희연이라고 합니다. 오늘은 항공편 물품 수입 프로세스에 대해 해보겠습니다. 한번 Thì đầu tiên phải giới thiệu sau đây tôi xin giới thiệu về quy trình nhập khẩu hàng hóa của hãng hàng không và tổng là chúng ta sẽ có 7 bước đúng không? Tổng là sẽ có 7 bước đó, có bước 1 là gì, bước 2 là gì, bước 3 đến bước 4 là gì, chúng ta nói là gì hàng công vì phun suýt process nên thần kê là bước đúng không, thần kê các yêu cốt
가치 있습니다. 일리코 가치입니다. 아, 그 딱, 그거 5, 7 번이 돼. 일곱 가지 있습니다. 첫 번째 đầu tiên, nhà gì đấy? Heo muối kia,해외 cái gì đấy? 무역 계약은 재결합니다. Rồi là thà si nào, thà si mà đeo bộ xe một từ cái chỗ 7 bước ấy. 안녕. 네. 안녕하세요. 제 이름은 희이라고 합니다. 오늘은 항공편 물품 수업 프로세스 수입 프로세스에 대해 해결 보겠습니다. 항공편 물품 수입 프로세스는 단계가 7가지 있습니다. 첫 번째는 해외 무역 계약은 재결합니다. 체결합니다. 제 옆은 강을 체결합니다. 두 번째는 두 번째는 수입 허가서 신청합니다. 세 번째는 송금합니다. 계약금은 송금합니다. 세 번째는 주문은 확인합니다. 네 번째는 네 주문은 번째는 주문은 확인합니다. 다섯 다섯 째는 다섯 번째는 다섯 번째는 운송 업체의 물품은 가셔 베트남에 운송한다. 맡겨 배치하면 운송합니다. 육 그리고 번째는 육 아니고 여섯 번째는 여섯 번째는 수입 통관 전자를 작성합니다. 일곱 번째는 일곱 번째는 장고로 물품은 운송합니다. 여기까지 마치겠습니다. 마치겠습니다. 끝까지 잘 들어주셔서 감사합니다. Cái lần trước thầy dạy em cái quy tắc đánh dấu rồi đúng không? Dạy chưa? Ngang hết. Huyền ngang ấy. Đấy, em cố gắng luyện theo cái đấy đi chứ thầy thấy em đợt trước sửa cho được một một thời gian rồi xong thế bây giờ lại bắt đầu lại lên lên xuống xuống là linh tinh cả độ. Ví dụ ngay cả những cái từ thông quan em đọc là thông quan không được, không đọc là thông quan được. Thông quan Đọc là thông quan, suýt thông quan trời trả lưu chắc xong ha ta. Chứ không thể suýt là suýt thông thông quan quan. chuẩn chắn Nói chung là cái dấu của em nó đang rất là lộn xộn đấy. Cứ lên lên xuống xuống thất thường lắm. suýt thông quan chuẩn chắn chắc xong hơn bị đã Đó, ok, chút nữa thầy lại chỉ lại cho. Cố gắng nhé, cố gắng đừng để dấu linh tinh, cái nghe nó khó chịu lắm, nghe khó chịu và nó người Hàn nghe nó không ra âm đâu, thầy nghe cũng mãi mới không ra âm ấy. Ví dụ thầy chưa biết gì mà em đọc một cái từ đấy, thầy nghe không ra âm luôn, thầy không hiểu luôn. Cứ đứa nào mà đọc không đúng ngữ điệu mấy các thứ thầy nghe thầy cứ không hiểu được luôn ấy, thầy còn không hình dung ra được cái chữ là chữ gì luôn ấy. Đó, thế Đấy, là hiểu chưa? cố gắng chỉnh cái dấu đấy cho nó chuẩn đi. Nè, Rồi. alo. cái này là thà si hăn mon heo bố thể 아까 뭐 아직 잘 못해서 지금 다시 한번더 해보세요. 나 다시 네. 해보세요. 안녕하세요. 제 이름은 희리라고 합니다. 오늘은 제가 잠깐만요. 안녕하세요. 저는 아, 수주립팀 네네. 현이라고 합니다. 네. 안녕하세요. 안녕하세요. 수출 입팀 현이라고 합니다. 오늘은 제가 항공편 잠깐만 한 답서 전화 수출입 뭐 수출입팀 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 현이라고 합니다. 수출입팀 현이라고 합니다.
안녕하세요. 저는 수출입 팀현이라고 합니다. 다시. 안녕하세요. 주출입팀 현이라고 합니다. 오늘은 제가 항공편 물품 수입 프로세스에 대해 소개해 보겠습니다. 항공편 물품 수입 프로세스는 단계가 일곱 가지 있습니다. 첫 번째는 해외 무역 계약을 체결합니다. 네, 그 주나 두 약간 번째는 수입 네, 좀더 체결 체결합니다. 너무 체결합니다. 체결합니다. 첫 번째는 해외 무역 계약을 체결합니다. 두 번째는 수입 허가서 신청합니다. 세 번째는 계약금 송금합니다. 네 번째는 주문을 확인합니다. 다섯 번째는 운송업체에 물품은 맡겨서 베트남에 운송한다. 운송합니다. 운송합니다. 여러 개 되네요. 여섯 수입 번째는 통관 전자를 작성합니다. 일곱 장고로 번째는 물품은 운송합니다. 일곱 번째는 여기까지 마치겠습니다. 끝까지 잘 들어주셔서 감사합니다. đó mấy cả cái số mà em đang cũng đang bị yếu đấy, thì cứ cái gì mà mình thấy yếu là mình phải xem lại thật kỹ và mình học thật chắc lại phần đấy, chứ đừng 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 để bị lỏng lẻo cái đấy nhá. Số xem lại số đi này, bây giờ số những cái số đơn giản như thế mà không nhớ là chết. Ví dụ như số thuần hàn chẳng hạn, đúng không? Thầy không cần em nhớ đến, ví dụ em chỉ cần học kỹ từ 1 đến 30 quay lại là được đấy. Còn những cái chỗ 40, 50, 60, 70, 80 thực ra nó cũng không dùng nhiều, thậm chí thầy nhiều khi còn quên nữa là chuyện bình thường, tại vì nó không thường dùng nên là quên. Nhưng mà từ 1 đến 30 đổ lại chắc chắn sẽ dùng thường xuyên đấy nhá. Đây là cái số thuần hàn đấy, học lại đi, học lại một chút cho nó thuộc hẳn cái số thuần hàn đi đó. Rồi ok, tiếp theo. Rồi chị cứ제가 화면이 안 보여주고 제가 베트남어를 읽어주고 잘 듣고 번역해 주세요. 지금 배한 동작 네, 알았어요. 연습하겠습니다. 첫 번째는 나 thứ nhất này, Hoa ơi vào đây anh bảo, là nói là Hoa ơi vào đây anh bảo. 다시 들어와. 오, 잠깐만, 나 mạng thấy đang bị yếu, em nói đang bị giật giật chưa nghe được, phải phát phát lại wifi. 다시 들어와서 다시 들어와. Rồi, nào ấy lại cho thầy, vừa đổi mạng nên là nó bị tập, nó bị đứt. Nghe được chưa? Rồi, nào thả xì.네. Và đánh bảo. 다시 들어와. 들어와 tôi ạ. Ở 여기 들어와. 다시 여기 들어와. 들어와. Hay nói là gì? 이리 들어와 이리 와 이런 거 있네. 이리 와, 뭐 이리 이리 들어와. 더 다시 이리 들어와. 화지 이리 들어와. 봐라, 아, 안 되지. 헤 통화 관 거기 히히티 룩 đó. 세관 시스템의 갈등색 라인은 봤어요. 발산셋 갈등색 라인은 봤어요. 라인 hiển thị, mà chúng ta hiển thị nó có từ표시 교시 표시 되고 있어요. 나 được đó. Chỉ cần làm tí xe quan system, system에서 빨간색 라인으로 표시 되고 있어요. Ý là gì, ở trên hệ thống hải quan ấy, nó đang hiển thị cái luồng đỏ đây này.교시 교시 표시 교 biểu thị ấy, đúng không? Đó là biểu thị, đúng không? 교시 표시 되고 있어요.
C quan kêu si thêm thuế mì quỷ thó soi rồi. C quan si si sư thêm mì thó Pai cây xét lại nửa đốt Cho si thế cô tèo đó. À, cái này có nghĩa là gì thế? Em giải thích cho anh với. Y có mùa xuân từ xíu À, từ xỉa. phải miêng hay chú xeo À, thân nhớ, thân nhớ, thân nhớ. À, ý kê mù sinh từ xỉa, thân nhớ chứ xỉa. À, nổ bắt đầu con bé này đã thích này. À, luồng đỏ là hải quan kiểm tra chi tiết hồ sơ và hàng hóa thực tế và được chia ở các mức độ như sau. À, và được nó chia ở ba mức độ như sau. Như nào? bán can xét bán ca bán can xét này này nừng À. xe quan à xe quan này sao À, các bạn để so. su chu này tả là sao sao riu xin mu lần chê chọc ứ đô khóm xa hay ra mì tả Tức là luồng đỏ sẽ là hải quan họ sẽ kiểm tra hồ sơ và hàng thực tế với các mức độ như sau, thế theo các mức độ như sau, theo cả ba mức độ như sau hoặc là các mức độ như sau cũng được đấy. Thì đầu tiên này xe quan thì sao xe quan này sao ba mức độ, các mức độ như sau. Mức độ thì chúng ta sẽ có cái từ su chun đúng thế không, quan để sao su đúng rồi chun tham chu chu quan. nê tả là sao Chúng ta có từ tha qua khả khả tinh sun 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 e tara sun sun e tara soru soru hào Chú chú cố này tả đó. tin mùi Sau sun đồ hào cố. cầm Chế chóc ở đó. Thóm xa. Hắn mì tả. xin chắc có xin chào có xin mùi xin mùi xin chê mùi phu mới có nghĩa là những cái hàng thực tế đúng không, nó đi kiểm tra hồ sơ và Xin hàng mua thực tế lên chế chóc ở đó. rồi. Hàng thực tế là xin mua lên chế chóc ở đó. Chế chóc Không ở xin mùi không nổi chê thọ không phải xin mùi, xin mùi xin là thực, mùi là vật, mỗi một cái hàng thực tế, hàng thực vật tức là một cái hàng hàng thực tế là mình sẽ kiểm tra, nó viết tắt của từ xin chê là thực tế, mùi phun là hàng hóa thực tế đúng không? Xin chê mùi phun viết tắt thành xin mùi. Đó. Thầy sẽ viết vào đây cho mình xin chê mùi phun là một cái hàng thực tế, sau rồi đi đi khám xa đúng không, đi khám xa đảo cốt hăng đó có với có ý nghĩa mà hăn tạo của yêu hay hăn tạo của đó à. khóm sa han tục ta của yêu Hoặc là lái like, do hăn hăn tạo của hoặc là hăn đây ở bên đó mang định nghĩa đấy, mang tên định nghĩa là tay tay xét lại nè xe quan để cho tham qua khả thân su chu nè ta đã sau đó bảo cô xin lưu đấy cũng ra hăn tạo của anh nhé hăn có xin mà đeo cũng được, hắn nên có xin mà đây là nó nói về cái việc, nói về cái việc kiểm tra này này đó. Sau về mức độ 1 là kiểm tra toàn bộ lô hàng, mức độ 1 là kiểm tra toàn bộ bộ lô hàng như nào, mức độ 1 Hàn mòn su chu nên à, nhỉ inbound chứ inbound Il bon su su chu chun e nên chọn yang ơn phóng xa mì đà đúng nhá. 전제 물품, 절제 물품을 Toàn thể mô phương khóm xa hàm Commentar tiếp sau rồi đi Chú bon su chu Ibon, nên Y bon su chu nên Ibon gì đây? Kiểm tra thực tế 10, kiểm tra hàng thực tế 10%. Nếu nếu không phát hiện vi phạm thì kết thúc kiểm tra. Nếu phát hiện vi phạm thì tiếp tục kiểm tra cho tới khi kết luận được mức độ vi phạm. Thế là nào? Ship pro, xin mun khám xa han huế. À, xin mua đấy, ship Ủa pro ta còn sao hao cô, còn sao cô. hào cố. Và nếu không có vấn đề thì lúc đấy chúng ta sẽ kết thúc kiểm tra. À. Ở mun chê ca ọp sư miên. À, nhé. Khám xa. Kinh tạ, à, khám xa, kinh tạ sỏi ủa. Còn ra khác cái này không à, cái này không Ca khi nào à, thế nhưng nếu phát muốn chơi ca ở xứ miên còn muốn chơi học sinh nếu có miễn vấn đề thì gì ạ
còn tha các cái này không? Nhưng nếu có vấn đề thì mình sẽ liên tục kiểm tra. Hachiman muốn chơi cái sư miên thế sốc hóm xa hay à mì đã Mình sẽ cá ít thứ nhá ít sư miên về tóc hầm thế xa sốc hóm xa hay thế à mì đã à thế anh là sau tiếp này còn mức độ 3. Mức độ 3 là như là mức độ 3 thì kiểm tra Tham thực tế bon su chú nương. kiểm tra thực tế 5%. Nếu không phát hiện vi phạm vấn đề thì lúc đấy kết thúc kiểm tra, nếu phát hiện nếu có vấn đề thì lại tiếp tục kiểm tra tiếp, còn lại giống như trên là Simon xếp và vì đã Simon con O Pro cảm ơn chủ sư xin lỗi Mon chủ xuống mừng ô pro Simon O Pro Khom Sa Hà Quốc Muốn chê ca ọp sư miên Khom Sa Cứt Đà Cổ À Cứt Nà Sao cân nào vô đi nữa cân nào cô hỏi cân nào rồi Cứt trở Nà Cổ Cứt phải Nà Yô Cứt nhưng Nà Yô Muốn chê ca ọp sư miên mình Thế sao Khom Sa hay nha mì tả ok tóc còn ta hay nhá là mình rõ tiếp theo thế em có biết lý do tại sao mà nhà mình lại bị phân luồng đỏ không? Vì 우리 회사는 왜 우리 회사는 빨간색 라인 표시 tươi tải. Biểu gì 됐어요? 되고 있는지 알아요? 있는지 그거에 은지 안 알아? 알아요? 그 우리 물품을 tức là cái hàng của chúng ta đúng không? 우리 물품을 왜 빨간색 Bánh căng xe라인으로 표시 되고 있는지 알아요? Tại sao biết được? Tại sao em còn biết tại sao là hàng chúng ta lại đang được hiển thị là màu đỏ hay không? thế Đó. Nói lại câu đấy xem nào. 우리 물품을 우리 문품은 우리 문품은 반강색 라인으로 표시된다고 알아요? 표시 되고 있는지 표시 표시 되고 있는지 되고 있는지 알아요? 알아요? Rồi, có nhiều lý do lắm thế bà. 이유가 많아요. 이유가 많아요. Ví dụ như là hai thủ công khai báo sai Hai thông gì ạ? tin, hai thủ công khai báo sai thông tin so với hồ sơ chứng từ, hoặc là thông tin về tên hàng không rõ, mã số hàng hóa đã được quy định không phù hợp với hàng, hoặc Dùng là từ xôn đi được không? Thật thật. Dùng từ từ xôn đi được từ chủ công được thủ công. Thực ra khai báo thủ công tức là mang tính gì nhỉ, su tông, không mang không không kiểu tự động, su tông đọc từ su tông simple ấy, không? su tông simple này. Nào, có nhiều ý yoga bản mà này yến ví dụ như là gì su tông single này, su Chú tông công xin cô. single, hoặc là gì khai báo sai thông tin so với hồ sơ gốc và chứng từ gì so Hồ với hồ sơ gốc 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 là từ gì thầy? so huấn bôn, chỗ từ huấn bôn là bản gốc đấy, huấn bôn. Nguồn bơn so lưu hà cô chứng so đến à chứng so bố ta Đâu so ru uốn bôn mô ta, hoặc là bỏ từ chứng so à đi bởi so lưu hàng nguồn hồ bơn sơ hình là ta đang từ so ru uốn bôn mô ta so với hồ sơ gốc thì làm sao đến đã khai thông tin hoặc thông khác tin khác là câu chọn này bố đơn chọn bố đơn không đô đấy hạ thay một xin vô hai tả đúng không? Xin thành một xin cô hà đà vô su tông chọc của đô xin vô hào phố a có má phải hay là hoặc là so ru quần bôn vô ta chọn bố đất thành mốt xin vô hào phố, hoặc là gì những cái thông tin về hàng hóa này,
thông tin về hàng hóa này nó không được rõ ràng này, không đúng này, thông tin về hàng hóa 물품 정보는 정보가 잘못해요. tí không정보가 ăn잘못해요. ăn Không có rõ khẩu ràng. à, ăn mặt cố ăn mặt này cái từ không Ăn đúng mặt là bùn phun trong bồ cá ăn mặt cố rồi tiếp này cái mã hàng ấy, cái mã hàng nó không phù hợp, mã hàng không phù hợp, mã hàng hóa đã được quy định không phù hợp với hàng hóa. cảm đã được quy định chú Mã hàng cho mã hóa, hàng hóa hàng hóa là mun phun rồi đúng không, mã hàng là gì, từ cốt đi, cốt thứ ấy. cốt từ Mun phun cốt từ muốn phun cốt thứ cốt từ cốt thứ không rõ ràng à không phù hợp, với cái gì phù hợp hai chị ảnh tạc phù hấp chặt phù hợp hai hai chị ảnh ta phù hấp hai chị ảnh cô này phù sau hợp rồi hai chị ảnh cũ doanh nghiệp thường xuyên bổ sung tờ khai và hủy tờ khai, doanh nghiệp thường xuyên hủy tờ khai và bổ sung tờ khai và hủy tờ hoặc là hủy tờ khai là gì, chỉ có về Huế pháp xa nên xin cô sò đấy xin cô so đấy chắc so hà cô rồi trà chu không trà chu gì đấy bổ sung chúng ta có thể bổ sung ha còn na Trà chu bổ sung à ha có na hoặc là truy số phí truy số truy số à truy số hào cố hoặc là không truy làm số hào cố thủ tục với tờ khai đã khai báo hoặc là không làm thủ tục với tờ khai đã khai báo, tức là những cái tờ khai mà mình đã làm rồi đã khai báo rồi mà mình lại không làm ấy, không không làm thủ tục thông quan ấy thì cũng bị đấy đó. Làm gì đây, không làm thủ tục với những cái tờ khai mà mình đã khai báo, tờ khai mà mình đã khai báo mình đã làm rồi, chúng ta chuẩn bị thạc son đi, thạc son han xin vô so đấy, Chạm xong han truy số truy cô xó đấy không làm thủ tục với những cái tờ khai vì và ê tế he với những cái tờ khai nhé, thạc son han xin vô so ê tế he đấy, đối với về những cái tờ khai mình đã làm rồi đúng không, thế nhưng mà mình lại đi thông quan thời được xa thần xa đơn ung quan tròn trái đấy ăn hết ăn hết ăn hiểu ăn hết sọ tính nhỏ ăn hết sọ tài liệu cũng được đấy, lại không làm thủ ăn tục hết thông rồi quan, tức là mình làm tờ khai rồi nhưng mình lại không 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 thông quan nó, tức như thế là nó cũng gì cũng hiện 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 cái màu đỏ ở đấy rồi đó nào cái chỗ này này yếu đơn thì miêu này su tông cho cô đô xin cô ha còn á sau đó uốn bôn bồ ta trong bồ đất trải một sinh ngô ảo cố mùi phun trong bồ gá ăn mặt cố mùi phun khô thứ ca phù hấp hai chỉ ảnh cố khi ở bể thó sinh cô đất trả chú phố trung hạ còn á truy số hào cố chắc xong hăng sinh cô soi thế bồ qua bộ thì thông quan chọn trả đất ăn hết có tình nhau đấy, nó đưa ra một loạt lý do như thế đúng không à. Nào bây giờ dịch lại nhá, dịch lại nhá, thì đọc lại cho này, Hoa ơi vào đây anh bảo. Hóa gì do ghi từ đâu á? Anh thấy trên hệ thống hải quan có hiển hiển thị luồng đỏ đấy. Sẽ qua xí thư mê so bán đang xét này nữ đố. Cái từ hiển thị em toàn quy. Pio Pio si. Biểu xin Thế cô sẽ thế thuế cô hiểu. Pio si thế cô sẽ Biểu xin thuế cô hiểu. rồi tiếp này. Gì nữa nhỉ? Thế cái này có nghĩa là gì thế? Em giải thích cho anh với. 이거 무슨 뜻이에요? 설명해 주세요. Luồng đỏ thì có nghĩa là luồng đỏ có nghĩa là hải quan họ sẽ kiểm tra thực tế hồ sơ này và hàng hóa theo các mức độ như sau. 관광색 라인으로 세관에서 수준에 따라서 서류 신문은 검사 하는 검사 한다고 해요. 것은 말해요. 하는 것은 말해요. là nói về cái việc đúng không? 검사하는 것을 말해요.
Không sao, hắn không có xin mà rồi. mà đều là từ nói mà đều nội âm chữ đấy Mà là rồi. mà đều không ra nên khó Mà xưng. rồi. À, mức độ 1 thì có nghĩa là chúng ta phải kiểm tra toàn bộ sản phẩm, toàn bộ lô hàng. Ilimbon Fuchunun. Toàn bộ lô Toàn hàng bộ luôn à? tròn chê là toàn bộ À, toàn thể đứng. mùi Toàn thể mùng phu mân. Khóm xa hay à mì ta? phun. Mức độ 2 thì là mình sẽ kiểm tra 10% hàng thực tế. Nếu không có vấn đề thì kiểm tra kết thúc. Ibon Fuchunun. Simun ship bureau. Khóm xa hào cố. Muốn chê cao ọc sư miền. Khóm xa cưng. Khóm xa mưng. Còn xa các cân Cứ này, nài ồ. còn xa các cân Cứ này. nài ồ. Thế nhưng nếu có vấn Ê. đề thì lại tiếp tục kiểm tra. Muốn chê ca ý sư miên. Khóm xa. Muốn chê ca ý sư miên. Kế sốc khóm ra hết ra mì tao. À, mức độ 3 là chúng ta kiểm tra hàng thực tế 5%. Nếu không có vấn đề thì kết thúc kiểm tra. Sa mò số chú nương. Simun ô bro. Khóm xa hà cố. Muốn chê ca ọc sư miền. Khóm xa mươn cứ nà yô. Muốn chê ca ít sư miền. Kế sâu khóm ra hết ra mì đó. À, sản phẩm à, thì lô hàng của chúng ta à, em có biết lô hàng chúng ta tại sao lại hiển thị màu đỏ không? Hiển thị luồng luồng màu đỏ không? Uri tròn chê rưng. Về hoàn cảnh xét. Muốn phun Ủn chị à, Uri mùi phu mướn hắn đang xét ra nụ đốt. Biểu chị là pain pion xin Pio pion si xin pion si thuế cô ý nên chi ả đài ố Pio si thuế cô pion si thuế cô ý đến chị à rồi. lý do nhiều lắm thế bà Ý ca mà nào yô. ví dụ như là khai báo thủ công này khoảng nào Cố công à gì từ cố công su tông chọc cơ phu độ su tông chọc đô xin cô hào gỗ xin xin cô hà cố rồi khai báo thông tin sai so với hồ sơ gốc này sơ lưu ê ta đó anh còn so ru không phải so ru thì so ru quần quần bôn bồ ta so ru quần bôn là bản gốc à so ru sao là hồ đu sơ quần bôn bồ của ta sơ ri rưng sau rồi khai báo thông tin sai nào nhé à chồng bố rưng chăn chăn Tại mồ lại à chăn mồ đều tại mốt xin cô hào cô ô thành mô xin cô hà cô theo tiếp này gì nữa đây thông tin của hàng hóa không đúng mùi phun chồng bố rưng chồng bô cá chẳng muốn hiểu thành một chồng bô cá ăn mặt cô thằng bô ca ăn mặt cô không đúng ăn mặt tá ấy. ăn mặt cô Không đúng ăn và mặt cô mã sản phẩm không phù hợp sáng phum bùn phun khô thử mùi phum à mùi phum khô thử ca khô không từ phù hợp cá không phù hợp phù hấp hai chị ảnh cô phù hợp hai chị ảnh cũ và doanh nghiệp thì thường xuyên bổ sung tờ khai hoặc hủy Uri는 자주 kiosk xin em nói cô đơn là kiosk bề to ở tại sao kiosk kiosk에서 자주 bề to xin xin cô đơn cô luôn bổ sung hạt bổ sung hà cô bổ sung hạt còn là truy số hào cô bổ bổ sung hà còn á truy số hà cô rồi và những cái tờ khai đối với những tờ khai mình đã làm rồi đã lập rồi và mình không thì không làm thủ tục thông quan chắc xong han chắc xong han Vâng anh xin à, xin cho cô ê xin à cô so ê tà là ê tế tà là hê ê tế hê ê tế ê tè hè hê so ê tế hê sao rồi không làm thủ tục thông quan à, thông quan thông thông quan quan chuẩn tra chọn cha chuẩn tra rứ gì thông quan chọn cha đến
안 했어요, 뭐. 안 했어요. 전자를 통관 전자를 안 했어요. 통관 전차는 안 했어요. 오케이. đó gì nhỉ? Đây còn cái phần mà gì nhỉ? Cái dấu má, nhưng lúc lần đầu em nói thì nó cứ bị lộn xộn, nhưng mà sau rồi lúc thầy bảo nói lại lần hai thì nghe bắt đầu lại đỡ hơn. Đấy, chứng tỏ là em không phải em không nói được, em nói được nhưng mà em lại bị kiểu lúc đầu là Em cứ bị quen lâu quá kiểu thế. sau rồi cứ giấu cứ chạy loạn hết cả lên, nhưng mà nên lúc mà thầy ấy lần một đấy, nhưng mà lúc đầu nói thì cứ loạn hết cả lên, nhưng sau lúc lần thứ hai bảo nói thì lại đỡ hơn đấy, đỡ hơn thôi chứ chưa 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 được tốt hẳn nhá. Thì cố gắng đấy, như thầy thầy đã giải thích cho em mình là hai lần về giấu rồi thì phải đó, lần trước giải Vâng. thích một lần, sau rồi vừa hôm nọ em bảo em không hiểu thì lại giải thích lại một lần nữa đấy. Thì ở đây này, Uri Mulfumen cũng thế đấy, chúng ta Thôi để sẽ em xem hiểu lại, nhá. thầy không phải giải thích lại đâu. Nhớ nhất phải huyền ngang, huyền ngang nhé, quy tắc huyền ngang 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 đó. Sau rồi khi nào thì chúng ta sẽ đọc ngang hết, nhớ không? Em chỉ cần nhớ là tất cả bình thường chúng ta sẽ đọc huyền ngang hết, thế nhưng chỉ có một cái quy tắc, những cái từ nào là chúng ta sẽ không đọc huyền huyền ngang mà chúng ta đọc ngang hết một loạt, nhớ không? Những cái từ như là Mấy âm tăng nhỉ? đúng rồi, sờ hờ này, và các âm bật hơi như là khờ này, Thò. hờ này, sờ thờ này, và âm căng như là sờ này, cờ này, tờ này, chờ này, bờ, đúng không? Đấy, thì những cái âm này khi mà nó đi đứng đầu, đúng không? Thì chúng ta sẽ đọc là gì? Ngang hết, được chưa? Ngang hết, đấy. Ví dụ như này này, chúng ta đọc là gì? Uri mulsum, đấy là huyền ngang. Uri mulsum về bay can xét lại như đốt. Pio, pio si thuế cô nhìn chi. Pio là bắt đầu từ thở, đúng không? Thì đọc ngang lên. Pio si thuế cô nhìn chi, à đấy, đó. Ý, yêu ga mà này không? Yêu đơn su tông cho cú đô. Đấy, su chỉ nó là sờ, thầy đọc ngang luôn. Su tông cho cú đô. Xin cô ha khó na. Xin cô, đấy cái từ xin cũng đọc ngang. Xin cô ha khó na. So đu, so đu cũng thế. So đu, quần bôn bồ ta. Quần cái này thầy lại đang huyền ngay. Quần bôn bồ ta. Chồng bố đứa. Thầy một xin cô hảo cô. Chờ. Đấy, em cố gắng luyện đọc như thế đi. Đọc thật nhiều và chịu khó đọc nhiều, và tự cái âm của mình nó sẽ thay đổi đấy nhá. Tại vì thầy thấy hầu như em không luyện, có luyện không? Ở nhà có luyện không? Nói chung là so Lại biết đàn phả pha to, suốt ngày phả pha to. Luyện đi bây giờ, mỗi ngày em chỉ cần luyện 5 phút thôi cũng được. Cứ em chỉ cần lấy bài một bài hội thoại ở trong những cái quyển sách mà em đã từng học ấy, em cứ đọc những cái hội thoại theo đúng huyền ngang như thầy. Dần dần tự dưng giọng em sẽ đỡ đỡ hẳn, em chỉ chăm chỉ khoảng tuần thôi là giọng nó đỡ ngay. Nhá. Chưa? nè Rồi. à sao Rồi đó, alkesterol, alkesterol tức là từ alkesterol với từ arastiol nó khác nhau đấy nhá, arastiol và alkesterol khác nhau nhá. thế ạ? À, em tưởng giống nhau. Khi nào dùng alkes và khi nào dùng arastiol? À, kết là tôi hiểu rồi. Thực ra hai cái đều là tôi hiểu rồi, tôi biết rồi đấy, đúng không? Thì những cái từ alkesterol kết đây là sẽ, đúng không? Thực ra nó dịch nếu theo đúng cái nghĩa đen nhé, tôi sẽ hiểu, đúng không? Còn khi là tôi đã hiểu rồi, đúng không? Thì những cái trường hợp mà ví dụ như là thầy nói những cái gì mà em đã biết sẵn rồi, chẳng qua em quên em chưa làm thôi, thì em tưởng là à, nghe à đã sẽ hiểu ý thì vốn dĩ tôi đã biết rồi ý, tôi biết rồi ý. Bây giờ bạn nhắc lại thì tôi cũng bảo ừ tôi biết rồi, chỉ kể như thế thôi, đúng không? Thế nhưng những cái gì mà em chưa biết thầy Thế dẫn cho em, thì sau bây giờ em bắt đầu em mới hiểu ra, em mới biết, em bảo à gì hay cái sẽ vâng bây giờ em hiểu rồi ý, kiểu như thế. À, trước trước giờ em không biết, bây giờ thì à, bây giờ sếp nói cho em, ừ, em hiểu rồi, em biết rồi, thì em nói à nhẹ anh kết sẽ không đấy, có nghĩa cái gì vốn dĩ mình chưa biết mà bây giờ người ta nói cho mình biết thì mình bảo ờ nghe anh kết sẽ không đó, cái gì vốn dĩ mình đã biết rồi nhưng người ta nhắc lại hoặc người ta nói lại cho mình thì mình bảo nghe ara sẽ không đó, kiểu như thế đó. Ví dụ hoặc là thế nhiều khi, nhiều khi những cái trường hợp mà ví dụ như là em biết rồi nhưng cứ người ta cứ nói đi nói lại nhiều thì ara sẽ đấy, kiểu tao biết rồi mà, tao đã biết rồi mà, ý kiểu như vậy đúng không? Vốn dĩ em biết rồi nhưng người ta nhắc đi nhắc lại nhiều thì em nói là Arasa. Chọn. Rồi, ok, đấy. nè à cái Nhớ cố gắng về luyện tập nhiều cái giọng nhá, cái giọng quan trọng lắm nên cố gắng luyện nhiều vào. Nhớ. Rồi, đấy. nè Nhà thầy mất điện, may thầy dùng cái chị 3G. ba đâu Rồi, bây giờ vẫn dùng được. nè Rồi, ok, super, xin nè thật xin